Bus. Hey, hãy nhấn vào đăng ký để theo dõi. Mẹ ơi, chơi cùng chúng con đi. Mẹ. Chị nghĩ mẹ ốm rồi. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Hãy gọi cho bố đi. Bố ơi, mẹ bị ốm rồi. Bố sẽ về nhà ngay. Các con hãy làm bác sĩ chăm sóc mẹ trước khi bố về nhé. Vâng ạ. Mình bác sĩ đây. Hey. Cùng đo xem bao nhiêu. Hey. Con chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey. Mình bác sĩ đây. Hey. Cùng đo xem bao nhiêu. Hey. Con chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey. Ôi không, mẹ bị sốt rồi. À. Mình bác sĩ đây, mình chăm sóc tốt. San miếng băng hạ sốt nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mình bác sĩ đây, đặt miếng băng lên. Con chúng con ở đây rồi, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mẹ yêu, mẹ sẽ nhanh khỏe thôi. Đây là huy hiệu dũng cảm. Mình bác sĩ đây, nào hay uống nước. Uống nước ấm thật nhiều nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Mình bác sĩ đây, hey. Nào hãy uống nước. Hey. Uống nước ấm thật nhiều nào, mẹ sẽ khỏe nhanh thôi. Hey. Tôi tới đây. Bố đã về rồi. Mẹ đang ốm đây, cần chăm sóc nhé. Nhớ nhé nghe lời bố và đừng làm phiền mẹ con. Vâng ạ. Mẹ đang ốm đây, cần chăm sóc nhé. Nhớ nhé nghe lời bố và đừng làm phiền mẹ con. Mẹ yêu các con. Nhắm mắt lại và ngủ ngon mẹ nhé. Mẹ cảm thấy khỏe hơn rồi. Cảm ơn các con yêu. Mimi, Timmy, các con giỏi lắm.